Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 2 ngày, cuộc điều tra nghi phạm bắn ông Trump đã đi tới đâu? 2 ngày sau khi nghi phạm Thomas Matthew Crooks bắn ông Trump khi đang tranh cử ở thành phố Butler, Pennsylvania hôm 13 tháng 7, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được động cơ và hệ tư tưởng của người này. Động cơ nghi phạm bắn ông Trump vẫn là ẩn số. Trong thông cáo đưa ra ngày 15 tháng 7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết cơ quan này đã truy cập được vào điện thoại của nghi phạm Crooks cũng như đang phân tích các thiết bị điện tử mà nghi phạm sử dụng, theo tờ The Wall Street Journal. FBI nói thêm rằng cơ quan này cũng đã hoàn tất việc khám xét nhà và ô tô của nghi phạm, đồng thời đã phỏng vấn gần 100 người tham dự cuộc vận động tranh cử của ông Trump hôm 13 tháng 7, các cơ quan thực thi pháp luật và các nhân chứng khác. FBI cũng cho biết đã nhận được hàng trăm bức ảnh và video về cuộc vận động tranh cử, cũng như các mẹo vặt kỹ thuật số do người dân gửi tới. Công việc điều tra đang tiếp tục, nó vẫn đang ở giai đoạn đầu, FBI thông báo. Trong chiếc sedan của Crooks đậu gần cuộc vận động tranh cử của ông Trump, cơ quan điều tra đã tìm thấy hai quả bom, áo vest chống đạn có chứa 3 băng đạn cỡ 30 viên, như là dấu hiệu cho thấy nghi phạm có thể muốn gây ra một cuộc tấn công lớn hơn. Nghi phạm bắn ông Trump còn giấu một quả bom khác trong phòng ngủ ở nhà. Những phát hiện sơ bộ này cho thấy nghi phạm Crooks đã lên kế hoạch nhưng đã giữ kín, chỉ một mình biết, tờ The Wall Street Journal cho hay. Các nguồn tin thực thi pháp luật nói riêng với đài CNN rằng cơ quan điều tra đã truy cập vào điện thoại và máy tính của nghi phạm, lục lại lịch sử tìm kiếm trên các thiết bị đó, khám xét phòng ngủ cũng như phỏng vấn gia đình và bạn bè của nghi phạm. Tuy nhiên, các đặc vụ vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy động cơ chính trị hoặc ý thức hệ của người này. The Wall Street Journal cũng đề nghị ba nhà phân tích báo mạng truy vết những gì mà Crooks đã làm trên mạng, nhưng cũng không thấy nhiều kết quả. Nhóm này chỉ tìm được một tài khoản chơi cờ vua, một tài khoản tham gia lớp học viết mã code trực tuyến và một vài tài khoản chơi game. Không ai trong nhóm chuyên gia phát hiện ra các bài đăng, hình ảnh công khai trên mạng xã hội hoặc mối quan hệ giữa Crooks với các nhóm cùng trang lứa hoặc tổ chức nào. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết, khẩu súng trường loại AR-15 mà nghi phạm Crooks sử dụng là một trong số hơn chục khẩu súng trường được cha nghi phạm đăng ký và mua hợp pháp. Nghi phạm trầm tính, lịch sự. Trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm bắn ông Trump làm việc tại viện dưỡng lão tên là Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Bethel Park. Người quản lý của Crooks ở viện dưỡng lão này nói rằng Crooks luôn hoàn thành nhiệm vụ và lý lịch của Crooks trong sạch, không dính tiền án tiền sự. Crooks từng là thành viên của một trường bắn là Clayton Sportsman Club, cách thông viên Bethel nửa giờ lái xe. Một người phụ trách trường bắn này cho biết, Crooks là thành viên được khoảng một năm và khẳng định người này không hề lường trước được chuyện Crooks bắn ông Trump. Ngày 14 tháng 7, một người hàng xóm của gia đình nghi phạm Crooks ở quận Bethel Park cho biết trong tâm trí ông, Crooks là một đứa trẻ lịch sự, thường đến chơi với các con ở sân sau nhà ông khi chúng còn nhỏ. Ông này đánh giá Crooks trầm tính, có lẽ hơi khác biệt một chút nhưng nói thêm rằng nhiều đứa trẻ cũng như vậy. Các bạn cùng lớp ít nhớ về sở thích của Crooks. Cô Ali Klein, học sau Crooks một năm tại trường trung học Bethel Park và từng tham gia đội súng trường của trường, nói rằng rất nhiều người trong đội của cô đã đi săn, nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy ai nhắc đến Crooks. Cô Klein nói rằng Crooks là một đứa trẻ nhút nhát và chỉ đi ngang qua Crooks ở hành lang trường học. Cha mẹ của nghi phạm, ông Matthew Crooks và bà Mary Crooks đã được cấp phép làm cố vấn chuyên nghiệp trong hơn 2 thập niên và chưa từng bị kỷ luật. Còn Crooks đã tốt nghiệp cao đẳng cộng đồng của quận Allegheny vào tháng 5 2024 với tấm bằng liên kết được cấp sau 2 năm học chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Vụ ông Trump bị bắn, FBI, Hạ viện điều tra theo hướng ám sát. Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Hạ viện, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết đang điều tra về vụ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Vào ngày 13 tháng 7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết họ sẽ là cơ quan thực thi pháp luật dẫn đầu quá trình điều tra vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn vào chiều 13 tháng 7 khi vận động tranh cử tại thành phố Butler, bang Pennsylvania, Mỹ. Theo đó, FBI sẽ hợp tác với cơ quan mật vụ Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật địa phương và tiểu bang để điều tra vụ việc, theo hãng tin AP. FBI cũng kêu gọi những ai có thông tin giúp ích cho cuộc điều tra thì liên hệ với đường dây nóng của cơ quan này. Trong cuộc họp báo được tổ chức tối 13 tháng 7, FBI xác nhận vụ tấn công vào ông Trump là hành động ám sát. Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết Hạ viện sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ
về cuộc tấn công, khẳng định rằng người dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật. Chúng tôi sẽ đề nghị Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Church, các quan chức khác từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ và FBI tham gia điều trần trước các ủy ban của chúng tôi càng sớm càng tốt, ông Johnson nói. Trong khi đó, phía Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết họ cũng đang điều tra về vụ ông Trump bị bắn. Bộ An ninh Nội địa và cơ quan mật vụ đang làm việc với các đối tác thực thi pháp luật để ứng phó và điều tra vụ nổ súng. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết, chúng tôi đang hợp tác với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Tổng thống Trump và đội ngũ tranh cử của họ, đồng thời đang thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn và an ninh cho họ, duy trì an ninh cho các ứng viên Tổng thống và các sự kiện tranh cử của họ là một trong những ưu tiên quan trọng nhất của bộ chúng tôi, ông Mayorkas khẳng định. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hết bị hạn chế sử dụng Facebook, Instagram. Meta thông báo dỡ bỏ các hạn chế đối với tài khoản Facebook và Instagram của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng người dân Mỹ nên được lắng nghe lập trường của các ứng viên Tổng thống. Ngày 12 tháng 6, công ty Meta thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với tài khoản Facebook và Instagram của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tuần tới. Meta cho biết quyết định này được đưa ra để đảm bảo rằng ông Trump sẽ có vị thế ngang bằng với Tổng thống Joe Biden trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra, theo đài CNN. Khi đánh giá trách nhiệm của chúng tôi trong việc cho phép thể hiện lập trường chính trị, chúng tôi tin tưởng rằng người dân Mỹ nên được lắng nghe lập trường của các ứng viên Tổng thống. Do đó, cựu Tổng thống Trump với tư cách là ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa sẽ không còn phải chịu các biện pháp hạn chế, thông báo của Meta nêu. Tài khoản của ông Trump trên cả Facebook và Instagram đã được khôi phục vào đầu năm 2023, sau lệnh cấm kéo dài 2 năm kể từ cuộc bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Vào thời điểm đó, Meta cho biết họ sẽ đặt thêm các biện pháp hạn chế đối với tài khoản của ông Trump để ngăn chặn các hành vi phạm tội tái diễn. Trong trường hợp ông Trump đăng thêm nội dung vi phạm, nội dung đó sẽ bị xóa và ông ấy sẽ bị đình chỉ sử dụng tài khoản từ 1 đến 2 năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Bài đăng của Meta vào tháng 1 năm 2023 cho biết. Phía ông Trump vẫn chưa bình luận về vấn đề này. Sau khi bị Facebook, Instagram, X, trước đây là Twitter, đình chỉ sử dụng tài khoản trên các nền tảng này, vào năm 2022, ông Trump đã ra mắt trang mạng xã hội của riêng mình có tên là True Social. Từ đó đến nay, ông Trump thường xuyên sử dụng True Social để đưa ra quan điểm, bình luận về nhiều vấn đề. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.